Mình chào khán giả, hiện tại Nhật đang ở có mặt ở xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay có anh khách gửi Nhật bán chiếc ghe cặp ghe cào đôi nha. Thì kích thước chiếc ghe được là 5,3 m ngang, dài là 22,50 m. Còn chiếc cái thì ngang là 6,05 m, dài là 22 m. Và thì giờ mình lên chiếc ghe được mình coi trước đi ha. Chiếc này thì anh chủ mới đóng được có 2 năm mà. Lắp keo rồi mới tin đó ra. Thì một cặp này giá là 4 tỷ mốt đó, còn thương lượng thì anh chủ giao hết đồ cái gì, cào cấu dây chạc là giao hết, tại giờ anh có việc trên bờ, anh không làm nữa, nó cần gã lại, gã là giấy tờ đầy đủ cái gì. Cặp này thì đẹp, ở xã An Thủy, Ba Tri. Thì giờ mình vô phần hầm mũi trước đi, cong be. Chiếc này thì cong be thì khỏi, cây cối thì khỏi bàn rồi. Thì quý vị nào mà có cần thì liên hệ trực tiếp với anh chủ đó rồi mình thương lượng giá cả. 4 tỷ mốt còn thương lượng á. Chiếc này thì chủ kỹ lắm. Sơn mới tinh. Anh đóng làm giờ anh không có việc trên bờ, anh cần gã lại, anh giao hết đồ trên ghe luôn đó, anh không lấy gì lại, neo đường dây neo rồi cào là đầy đủ hết. Giờ quay sơ lược từ chiếc đi, đây giờ chiếc đực đi, rồi chút xíu qua quay chiếc cái luôn. Hầm hố liền băng à. Sệ chơi là đầy đủ hết. Cặp này thì anh chủ bao từ ghe tới máy quý vị. Chiếc này thì ngang là 5,3 m, dài là 22,5 m. Giấy tờ là đầy đủ hợp lệ đó, chính chủ luôn nha. Thanh sơn. Keo này là anh lắp tới 5 6 lớp lận. Rồi cặp này về quý vị nào có cần thì lấy về làm. Cái này về chỉ đổ dầu là chạy thôi chứ không cần tu bổ gì nữa. Lấy thái, lấy chiếc. Lấy đâu chứ, chứ nãy lấy đâu. Cào gáo. Phần hầm lái rồi cũng lắp keo hết trơn. Bên hông mình rộng rãi. Bô lửa thì lắp keo hết luôn. Giờ vô phần trong mui đi. Tủ bếp đó, là đầy đủ hết. Cho nên ghe có gì là giao cho quý vị hết nha, không lấy gì lại. Tủ bếp đồ đầy đủ hết. Phần phòng của anh ngư phủ đó, rộng rãi. Nó liền với phòng của anh ta, phần tài công luôn. Bình đề bình đèn đầy đủ hết, máy phát điện luôn ha. Phòng tài công qua lăng inox. Thì ghe là mới có 2 năm thôi đó quý vị, tại giờ anh bận công việc trên bờ anh mới gã lại. Trang bà thì bên nằm bên tay trái. Phòng có mấy anh ngư phủ thì 2 tầng luôn. Quay từng chi tiết cho quý vị xem nha. Thì vô phần hầm máy. Em nó chạy cái Hino. Hino với Hino máy mà 480 CV đó.
nó chạy cái Hino V26C bồn dầu và lắp keo hết. Hino 8 hai bên là xài bồn dầu và keo hết. Máy phát điện á, máy phát điện á, Kubitsu. Cặp này thì mua gì không lầm đâu quý vị, thì đến coi ra rồi thương lượng giá cả với chủ. Chứ cặp này giờ làm mới hết cũng bộn gạo. Thế cụ tô nó hết thân cụ tô, giờ làm cái chút chút cũng tiền không. Lắp inox máy móc là bao hơi hám cho quý vị luôn nha, máy là máy nghĩa địa. Cũng như là trên ghe là có gì giao cho quý vị hết á. Cái đầu nước ngọt mà inox luôn. Này ngăn hầm ra hết rồi. Cây cối thì quý vị khỏi bàn rồi. Hầm máy mà chưa có đâu có đổ lông cái gì đâu. Mới đóng 2 năm. Giờ qua tới bên chiếc cái đi. Chiếc cái này thì kích thước là ngang là 6,3 m. Dài là 23,90 m. Thâm hạ là 3,35 m đấy. Cũng chạy cái Hino thứ nãy luôn. Hai chiếc là máy một thứ một cái cái gì. Hino 8. Hai đầu mắt neo hết thân. Đánh cặp inox từ mũi tới lái hết rồi cái gì. Làm chắc chắn. Cái cặp này giờ là mới không dưới 7-8 tỷ đâu à. Sống cái chút chút tiền không mà tại giờ nó có việc trên bờ rồi mới gã lại. Vô hờ mũi đi, anh Sơn mới tin. Chủ kỹ lắm. Con bé là còn mới tin đấy nè. Cặp này thích hợp cho anh em mà đi xa xa bờ một chút á. Lấy cặp này về làm được cũng mau lấy vốn. Cặp này là mua không lầm đâu quý vị. Tại chiếc này là cặp này cũng như là gần như mới. Ghe mới làm 2 năm. Bây giờ vô phần hầm lái này. Gọng gãi sạch sẽ. Hai bên thì đóng hai cái tủ bếp đựng đựng ba đồ ăn. Phòng của bên ngư phủ đó. Có cái quạt luôn rồi.
vô phòng tài công đi. Qua lăng thì xài qua lăng inox 304. Này là định vị máy điện hộp đen rồi là giao cho quý vị hết rồi, không có lấy gì lại. Có định vị máy điện mà tại tháo lên nhà không dám để dưới ghe. Trang bà đó là để bên tay trái, đây phòng của ông Trùm tài công. Có máy hơi luôn. Giờ mình vô phần máy đi. Có máy phát đèn đầy đủ không quý vị? Chạy bồn dầu thì hai bên xài bồn keo không à, không có xài phi. Biểu mô rồi. Còn ok hết, hoạt động bình thường quá vậy. Về là chỉ vậy là đổ dầu là chạy thôi chứ không có cần mà làm gì hết. Thì cặp này là anh chủ nó là giao hết đồ trên ghe đó, cào rồi trời, nói chung là giao hết không lấy gì lại là 4 tỷ mốt còn thương lượng. Thì quý vị nào mà thấy mà hợp mắt á, thì cứ liên hệ trực tiếp đi, rồi mình xuống rồi mình xem ghe rồi mình thương lượng giá cả ha. Chứ cặp này là mua không lầm luôn quý vị, cây cối thì chứ này là nhiệt bao luôn á. Tại ghe mới đóng 2 năm mà đâu có xi nhê gì đâu. Ghe đóng dây chặt. Quay từng chi tiết cho quý vị xem luôn. Bình đề bình đèn là giao hết 3 4 cái. 4 cái. 230 không? Máy này là mua máy nghe đĩa không quý vị, chưa có hơi hám vậy chứ bao hơi cho quý vị luôn nha. Chủ kỹ và xài bình nó ngọt inox luôn. Thì Nhật sẽ nhắc lại luôn, thì cặp ghe này là chiếc đực là bề ngang 5,3 m, dài là 22,90 m, còn chiếc cái thì là bề ngang 6,2 m, dài là 22 m, thì kêu giá là 4 tỷ mốt còn thương lượng đó. Thì cô chú anh chị nào cần mua bán ký gửi ghe tàu á, thì liên hệ Nhật qua số điện thoại là 0359 158 218 để được nhận hỗ trợ nha. Rồi chào quý khán giả.